tiếp tục vào việc anh chị ạ. Ngang 5 và dài 25 là 125m cho cái bất động sản này. Thổ cư hết quý anh chị nha. Sẽ tặng kèm cho mình một cái căn nhà cấp 4 này. Vị trí là ngay Vincom Di An, ngay ngã tư 550, khu vực trung tâm thành phố Di An, kế bên khu công nghiệp Sóng Thần. Rất là đẹp quý anh chị. 5,1 tỏi. Cái này là hời quý anh chị nha. Có nhiều anh chị thắc mắc là tại sao cái bất động sản nó quay lên cũng hời. Quý anh chị biết không? Bên em có rất là nhiều bất động sản nên là em sẽ chọn lọc ra những cái bất động sản nào mà có tính hời nhất và chủ đang cần ra gấp nhất thì tụi em sẽ ghi hình trực tiếp để cố gắng hỗ trợ ra sớm nhất có thể quý anh chị ha. Phòng khách cho mình đúng không quý anh chị? Nhà này có phòng ngủ dưới quý anh chị. Đây là một căn nhà cấp 4 mà có phòng ngủ dưới, thì căn nhà này mình vẫn có thể ở hoặc có thể cho thuê, hoặc không thì mình có thể làm kho xưởng cũng được quý chị nha. Khu vực bếp đây, nhà vệ sinh bên đó quý chị ha. Phía sau này có một cái khoảng trống rất là rộng rãi quý chị ha. Đó, mình có thể để đồ ở đây quý chị nha, làm kho ở đây ha. Ở phía sau đây là một cái lối thoát hiểm nữa quý chị, ở cuối nhà của nhà mình này. Đây, vỉa hè 5m luôn quý chị, rộng rãi thoải mái nha, để ô tô thoải mái luôn quý chị nha. Đó, đường DT743B ở phía trước đó quý chị, đây là chắc tầm không tới 200m thôi. Ở đây có một cái ngân hàng lớn đó quý chị, ngân hàng Vietcombank này, ngay đó quý chị theo. Cho nên ra Vincom, ra ngã tư 550, 300m thôi, rất là gần. Đây, đường thông hai đầu. Đó, anh chị yêu thích thì vào việc luôn, em xin cảm ơn.